Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay núi Bà Đen đã mở cửa trở lại rồi các bạn. Bắt đầu mở cửa từ 8 giờ sáng ngày 14 tháng 1 năm 2022. Đây là cái thông báo của tập đoàn Sun World. Đây là thông báo chính thức đúng đó nha mọi người. Tập đoàn này là khai thác cái tuyến cáp treo cái khu du lịch núi Bà Đen nha. Thì khi chúng ta đi núi Bà thì chúng ta có thể đi bộ vẫn được. Không ai bắt buộc mình đi bằng cáp treo. Nếu các bạn thấy mình cần thiết để đi cáp treo nhìn cảnh đi khỏi mỏi chân thì mình đi sẽ đi cáp treo. Còn không thì mình có thể đi bộ. Hiện tại là núi Bà Đen đang mở cửa là mình đi vào cổng miễn phí, không có tính tiền vé nha. Hiện tại là núi Bà Đen là đi tham quan, đi viếng bà miễn phí, không có tính tiền vé vào cổng nha mọi người. Vào cổng miễn phí, nếu mình đi cáp treo thì chỉ tính tiền phí đi cáp treo thôi. Phí đi cáp treo, vé để mà đi cáp treo á, thì người lớn, đối với người lớn á, đi khứ hồi á các bạn. Đi khứ hồi là mình đi lên rồi mình đi xuống là hai lần á. Phí là 250.000 đồng nha cả nhà. Khứ hồi trọn gói luôn. Còn nếu mà mình đi một chiều thì mình đi 140 mọi người. Còn đối với trẻ em mà đi khứ hồi á, chuyến đi chuyến về giống như người lớn á, thì là 150, khứ hồi đi cả hai chiều nha. Còn mà trẻ em mà đi một chiều thì 80.000 một chiều. Một chiều đi là 80.000, mà mình nếu mình muốn đi trọn gói á, thì mình muốn đi hai chiều á, thì mình nên mua vé khứ hồi á, để nó giảm được mấy chục ngàn á mọi người. Giờ hoạt động của khu du lịch là từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều là không có nhận người vào nữa nha mọi người. Cáp treo là không có bán vé cho mình vào, nhưng mà lúc mà mình đi ra tiếng cuối cùng của đi xuống á, từ cáp treo đi xuống á, là tiếng cuối cùng là 5 giờ chiều ha. Mỗi ngày bên cáp treo có 10 chuyến. Chuyến đầu tiên là lúc 8 giờ là khởi hành. Thì trên cáp treo là mình di chuyển là 15 phút là tới nơi. Thì tới nơi là 8 giờ 15. Thì cứ như vậy thì từ nhà ga luôn hoạt động cáp treo đi lên là bắt đầu từ giờ chẵn. Ở dưới đi lên là từ giờ chẵn 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Cứ một ngày là 10 chuyến vậy đó các bạn. Thì mình đi trên cáp là 15 phút nha. Thì đi 15 phút. Lên tới núi Bà là 8 giờ 15, 9 giờ 15 tương tự mình đi mình muốn chọn giờ nào thì mình sắp xếp cái giờ đó mình sẽ đi. Mình sẽ khỏi chờ đợi mất thời gian nha mọi người. Là cái giờ cố định là 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ vậy đó các bạn. Thì cái giờ chẵn là mình sẽ sắp xếp thời gian mình đi đúng cái giờ chẵn thì mình khỏi mất công chờ đợi cáp nha. Còn nếu các bạn muốn đi bộ thì đi đi bộ lên không sao hết, không ai bắt buộc mình đi phi cáp hết nha mọi người. Hiện tại núi Bà Đen á, là chỉ có hoạt động cái tuyến cáp treo bên núi Bà, gọi là chùa hang á mọi người. Còn bên tuyến cáp núi Văn Sơn là chưa có hoạt động, là trên đỉnh á các bạn. Trên đỉnh núi á, mà mọi người hay đi săn mây á, đi săn mây, nhìn mây á, tuyến đó gọi là tuyến Văn Sơn. Thì chưa có hoạt động, cáp treo hiện đang chờ cái hướng giải quyết của tỉnh Tây Ninh á. Và coi tình hình dịch bệnh như thế nào thì người ta sẽ có linh động và thông báo sau. Hiện tại ngày 14 tháng 1 này thì chỉ mới có hoạt động trở lại tuyến cáp treo núi Bà, gọi là chùa hang nha, chùa hang chùa Bà đó. Còn những bạn nào mà muốn đi săn mây thì khoan khoan đi nha, chưa có hoạt động nha. Khi mà các bạn đi du lịch các bạn nhớ chuẩn bị cầm theo cái giấy tờ chứng minh là mình đã chích hai mũi vaccine, thẻ xanh hoặc là giấy tờ ra viện của F0 á. Để mà vô mình khai báo y tế mọi người. Vô là bắt buộc phải khai báo y tế nè, đưa giấy tờ chứng minh mình đã chích vaccine và đo thân nhiệt. Mình sẽ xếp hàng nha các bạn, xếp hàng chờ theo thứ tự để nhân viên sẽ hướng dẫn cho mình đi. Thực hiện giãn cách 5K để phòng dịch nha. Khu du lịch núi Bà là hoạt động tất cả các ngày từ thứ hai đến chủ nhật luôn nha mọi người. Thì từ 8 giờ nha, từ 8 giờ sáng là bắt đầu hoạt động. Thì chúng ta nên đi từ 8 giờ cho tới trong khoảng trước 4 giờ chiều. 4 giờ chiều là người ta không có bán vé cáp treo cho mình nữa, là cái giờ đó là không có đón khách thêm á. Thì mình chơi sao mình chơi, mình chơi cỡ 5 giờ là bắt đầu mình về rồi. 5 giờ là bắt đầu là tiếng cáp treo cuối cùng là sẽ hoạt động lúc 5 giờ. Thì mình sẽ chơi tới 5 giờ là được rồi, mình đi, còn không mình đi bộ xuống, mình thích đi bộ thì mình đi bộ thôi. Hiện tại là núi Bà Đen đang mở cửa là mình đi vào cổng miễn phí, không có tính tiền vé nha. Hiện tại là núi Bà Đen là đi tham quan, đi viếng bà miễn phí, không có tính tiền vé vào cổng nha mọi người. Vào cổng miễn phí. Một ít thông tin đến tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bye bye, chào tạm biệt tất cả mọi người.